Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhau tô màu cho bức tranh về bông hoa nha. Ở trên thì có những đám mây. Ban đầu thì chúng mình sẽ tô màu cho bông hoa trước nhé. Ủa giờ nhạc vui em buồn. Để tí lên thì rót nước này, giúp cho chị cái xe đạp với cả check xem xe máy khóa chưa nhỉ. Đấy, mười giờ lên, bắt đầu 10:05 đến bắt đầu di chuyển kiểm tra mọi thứ là lên là vừa. Học gì? Là địch mới à? Nãy còn tự hào lắm. Còn ba tiếp văn nữa nhá. Giờ nãy còn tự hào là lịch cũ mà. Ai biết bài gửi lên. Thế là học xong rồi đi học thêm luôn à? Về nữa. Học từ lúc 2 giờ mà học 3 tiếng là mấy giờ về, mấy giờ tan? Không biết nữa. Một tiết bao nhiêu? Một tiết chắc được tầm 45 phút. Giờ mình sẽ tô phần nhụy hoa nhé. Một trăm ba mươi lăm là hai tiếng mười lăm phút mà cộng cho 2 4:15 tan. Tính ra chơi. Đúng rồi, vào chắc là cô Phương Anh cho vào học luôn chứ. Tiết thì cô Phương Anh luôn rồi. Phải chấm. Văn gì? Quên. Quên sao gì? Văn ông quên chứ, chịu. Khổ. Mệt. Ôi thầy, họ không nghĩ buồn ngủ. Mới học 3 thế không biết sống nổi không ấy. Chưa về ngủ đi. Chịu, chưa về ngủ không kịp. Chắc kịp. 2 giờ cơ mà. Đâu, bây giờ mình sẽ tô màu là những phần đám mây nhé. Giờ là tô đến phần mặt trời nha. Thank you.
Hôm nay thì mình đã tô màu xong cho bức tranh về bông hoa, và đây chính là thành quả của mình. Mình cảm ơn mọi người nhé. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Tạm biệt các bạn.